Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mạng xã hội mới đây đã xuất hiện 3 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị hành hung làm nhục giữa ban ngày. Theo tìm hiểu thì sự việc xảy ra tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nữ sinh bị đánh vừa lên lớp 8 của trường Trung học cơ sở Thạch Kim. Clip dài nhất gần 8 phút, ngắn nhất là 1 phút 30 giây, nội dung thể hiện một nữ sinh bị ít nhất hai bạn lao vào đánh hội đồng ở nhiều địa điểm như là đường vắng người qua lại và rừng phi lao phòng hộ ven biển. Nạn nhân chống cự yếu ớt, khóc lóc van xin, nhưng nhóm đối phương, đối tượng còn lột áo và quần của nạn nhân. Ở clip 1 phút 30 giây, thì nữ sinh được cho là người cầm điện thoại quay clip liên tục hét lên để giải cứu nạn nhân. Và được biết là nữ sinh bị đánh hiện nay đang sống với bà nội, bố mẹ đã ly hôn. Sau khi bị đe dọa, làm nhục và hành hung thì nữ sinh đang bị chấn động tâm lý. Và hôm nay 31 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã Thạch Kim cho biết xã đã chỉ đạo công an phối hợp với nhà trường để xác minh và xử lý vụ việc này.